Quang Thái xin chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Ống Kính Xoay được phát sóng trên kênh SCTV 14. Thưa tất cả quý vị và các bạn, hiện tại thì Quang Thái đang trên đường đi bộ đến thăm nhà của một diễn viên khá quen mặt trên sóng SCTV 14 luôn. Nhưng mà theo Quang Thái thấy thì bây giờ thời gian vẫn còn đang rất là sớm, nên Quang Thái quyết định là sẽ kiếm một cái quán cà phê, rồi Quang Thái vào đó nhâm nhi cà phê, hít thở một bầu không khí trong lành ở đây. Ủa? Quý vị ơi, hình như vừa rồi Quang Thái thấy chị Thùy Dương mới vừa chạy qua nè quý vị. Bây giờ để Quang Thái dí theo, bắt khách mời của chúng ta lại. Trời ơi, làm gì mà chị chạy dữ vậy trời. Lâu lâu không chạy lại mệt quá. Đừng có giỡn, đang mệt. Thái, đừng chị có đụng nè. Đừng đụng. Trời. Ủa chị? Ừ. Ủa nãy em thấy chị chạy trước em hả? Sao giờ luồn ra sau lưng em hay vậy? Ủa, vậy là nãy giờ là em dí theo chị á hả? Em chạy theo chị đó. Trời đất ơi, nãy giờ chị chạy, nãy giờ chị tự nhiên chị nhát nhát thấy bóng ai mà quen quen giống y như em vậy đó. Trời. Nhưng mà chị không có dám tin. Trời, không dám tin. Không dám tin tại vì chị nghĩ là đâu phải là em, tại em với chị là hẹn nhau hồi 9 giờ lận. Nói vậy là nãy giờ là chị lướt qua em giống như là một cơn gió vậy đó hả? Mà em đuổi theo chị một cách rất mù quáng luôn, em không cần biết là chị đang ở đằng trước hay đằng sau em luôn ha. Mệt quá là coi như là hết nhận thức được luôn, mà làm gì chạy ghê vậy? Phụ nữ mà người con chút xíu mà chạy ghê quá. Tập thể dục buổi sáng. Tao phải dục mỗi buổi sáng ở đây. Đúng luôn rồi. Hả? Phải chạy hả 20 vòng mỗi buổi sáng vậy nè. Cái gì? Ờ? 20 vòng? Đúng rồi. Trời ơi. Sao vậy? Ủa em đừng nói với chị là em đàn ông con trai mà em không có tập thể dục. Lâu lâu em chạy lại mới có một vòng mà em muốn tuột máu luôn rồi đó, mà chị chạy 20 vòng hả? Trời ơi, 20 vòng là ít á. Hôm nào mà chị rảnh rảnh thì chạy 40, 50 vòng luôn á. Trời ơi. Hồi nãy giờ chị em mà nói chuyện nhiều quá mà tự nhiên quên quý vị khán giả luôn kìa. Bữa nay chương trình Ống Kính Xoay qua đây thăm chị nè. Trời ơi, Thùy Dương xin chào chương trình Ống Kính Xoay của đài SCTV 14. Và xin chào quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Thì có nãy giờ lo chém gió với Quang Thái, cho nên là quên luôn là có ekip quay đang có sẵn ở đây. Xin chào các anh em cho ekip quay của mình luôn nha. Thưa tất cả quý vị và các bạn, nếu như quý vị và các bạn là fan ruột của kênh SCTV 14 thì chắc hẳn quý vị không còn lạ lẫm gì với diễn viên Thùy Dương của chúng ta. Vừa rồi là diễn viên Thùy Dương của chúng ta là thủ vai sinh trong bộ phim Đường Về Có Nhau. Mà ngoài làm diễn viên ra thì chị Dương còn tham gia các hoạt động ở sân khấu nè, rồi đi lồng tiếng, rồi quay quảng cáo nữa. Nói chung là nhìn chị nhỏ nhắn xinh xắn vậy chứ mà chị đa năng đa tài lắm, mà còn làm bất động sản nữa. Mà chị đâu đây? Ủa thì chị chạy chạy bộ chị... đó hả? Ừ, chị đã nói rồi. Vậy là coi như là cái thói quen hàng ngày của chị luôn. Đúng rồi, mình chạy bộ như vậy nha là khí huyết trong người mình nó lưu thông. Năng rồi. Lượng nó được luân chuyển dồi dào. Chưa kể nó ngoài chạy bộ á thì mình có thể là bơi lội, nếu như mà mình không thích chạy thì mình bơi lội nè, hoặc là mình tập gym nè, yoga nè, mình phải luôn luôn rèn luyện, phải luôn tập thể dục thể thao mỗi ngày. Thôi vậy em mình còn nhiều điều tâm sự lắm, mấy Linh mời em lên nhà chơi đi, bữa nay qua tắm thăm nhà chị mà. Chị còn chạy thêm 10 vòng nữa mới hết. Ủa vậy đó hả? Còn giỡn, chạy nữa hả? Giỡn thôi. Quý vị khán giả ơi, bây giờ lên nhà với Thùy Dương nha. Mình sẽ cùng trao đổi về cách rèn luyện sức khỏe như thế nào nè. Đúng rồi. Có một thân hình nó mignon giống như chị Thùy Dương. Đúng rồi. Đúng nè. Ốm nhưng mà không có hề là mệt đâu. Ốm nhưng mà ốm khỏe, ốm đẹp nha. Rồi chạy đi. Tiếp nè. Rồi mời đi. Chị chạy nè. Chạy thiệt quý vị ơi. Thôi mệt quá. Hai chị đi bộ lên nhà thôi chứ chạy hết thôi. Mệt quá quý vị. Chị dễ thương quá, nhỏ nhỏ xinh xinh. Thôi em uống nước đi, chắc em mệt lắm rồi hả? Thôi em cũng đâu có mệt gì mấy đâu mà. À, vậy thôi để chị dẹp. Thôi đâu có. Em nhấp môi một cái chứ. Nãy giờ chạy theo chị cũng mệt. Chào con. Ngồi đây nói chuyện với chú luôn nè con. Trời ơi chú Thái, chào bé nè. Bé Banda. Em với chị là coi như là nếu mà tính tới thời điểm này là biết nhau cũng lâu rồi đó. Cũng 10 năm ha. Nhưng mà diễn chung là cách đây khoảng 6 năm. Diễn chung lần gần đây nhất là 6 năm trước. Là gần diễn ghê. Chung với Thái là trong vở 49 ngày yêu của nghệ sĩ ưu tú Ngọc Trinh. Chị có thể chia sẻ cho quý vị khán giả nè, biết được là
khi mà chị là một người mẹ đơn thân á, có cái gì nó khó khăn không chị? Có gì nó vất vả lắm không? Ủa sao tự nhiên em nói đến cái khúc này cái tự nhiên giọng em trầm dữ vậy? Bản thân em là đang có con nè, và em với vợ em rồi bà nội của cháu bé ở nhà đó vất vả với nó lắm. Coi như là chị vừa làm cha vừa làm mẹ mà vừa làm giống như là ông bà luôn đó. Khó cái chỗ đó, đó. Đúng rồi, thật ra thì hôm nay ngồi tại đây để mà mình nói chuyện với nhau thì chỉ là ôn lại thôi. Chứ còn cái hiện tại này thì chị đang rất là thoải mái, bởi vì chị đã vượt qua được hết và đã sắp xếp được cuộc sống của một cái người mẹ đơn thân nó vô nề vô nếp hết rồi. Dạ. Thành ra chị mới có cái trạng thái rất là thoải mái và thong thả như thế này để nói chuyện với em hôm nay. Nhưng nếu mà mình hồi tưởng lại ngay cái từ cái thời điểm trước đó, đúng cho nhiều chứ. Chị chia sẻ có kinh nghiệm nào mà nó giống như là nó sâu đậm của hai mẹ con. Đã là làm mẹ đơn thân rồi thì cái gì nó cũng sẽ rất là khó khăn ở giai đoạn đầu. Thời điểm đó tuy rằng rất là khủng hoảng. Thứ nhất là bây giờ không có ai phụ lo bé với mình. Thứ hai nữa bé còn nhỏ quá. Cái khó khăn ở đây là làm sao mình vẫn vừa phải đảm bảo được cái kinh tế mà lại vẫn phải có thời gian để dành cho con của mình khi con còn quá bé. Thì giờ làm sao? Mà bây giờ nếu mà gửi con vô những cái chỗ chất lượng quá thì thật sự cái kinh tế, cái thời điểm đó của chị cũng không có đủ tiền. Thì lúc đó mình mới phải coi như là vừa đi quay mà vừa đưa bé đi luôn. Trời ơi. Đi lên trường quay coi như là bé đi khắp nơi đi làm với mình luôn. Thì đó coi như là mình sẽ thuê một người để mà phụ mình cái chuyện đó. Rồi nhiều khi quay tới 2-3 giờ sáng. Con mình nó ngủ ở đâu thì ngủ trên cái yên xe máy á. Còn không thì coi như nằm trên cái bàn cơm của đoàn phim á. Tổ cũng đãi chị lắm, chị công việc liên tục luôn. Em biết mà, chị đắt show lắm. Chị công việc liên tục luôn, thành ra là chị mua xe trả góp. Chị mua xe trả góp để mà chị phải có cái xe để tiện cho cái việc là na bé theo như vậy. Quyết định ly hôn này nè, thì là quyết định của chị với ba bé với nhau. Người lớn họ không có ủng hộ chuyện này. Nên là cái chuyện sau đó chị có khó khăn về kinh tế, khó khăn gì đi nữa thì đó là chuyện chị phải tự chịu trách nhiệm. Thì vấn đề của tụi chị rất là nhẹ nhàng, chỉ là tụi chị phải tự giải quyết cái con đường riêng của mình và tự chịu trách nhiệm cho điều đó. Gửi cục yêu của mẹ. Banda yêu của mẹ ơi, con có biết con là tài sản vô giá mà mẹ đã may mắn có được trong cuộc đời mình không? Mẹ đã bắt đầu cảm nhận được một tình yêu vô bờ ngay từ khi con vừa tượng hình trong bụng mẹ. Một sợi dây tình yêu mà mẹ chắc chắn nếu không có con thì mẹ sẽ không bao giờ cảm nhận được, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng của cuộc đời đi nữa. Nên mẹ mong con sẽ luôn nhớ rằng tình yêu của mẹ con mình sẽ luôn luôn ở mãi bên trong nhau, mãi mãi con nha. Em biết là chị là hoạt động nghệ thuật rất là sôi nổi rồi. Ngoài đó thì chị còn làm những cái hoạt động thiện nguyện, từ thiện rất là nhiều. Mà gần đây nhất là hình như chị có tham gia cái chương trình là Nắm Lấy Tay Con, đúng không chị? Nó là dự án Nắm Lấy Tay Con. Thì trong dự án Nắm Lấy Tay Con thì có cái chiến dịch là Đừng Bỏ Rơi Con. Đây là ý tưởng và cũng là tâm huyết của chị Vũ Trinh. Chị ấy là người tổ chức và cũng là giám đốc của cái tổ chức là SECC, là một tổ chức là phi lợi nhuận, chuyên các hoạt động về thiện nguyện. Thì chị với chị Trinh là hồi xưa là chơi với nhau là từ hội sáng tác trẻ của sân khấu thành phố. Rồi bây giờ là hai chị em cùng gắn kết với nhau. Gắn kết với nhau để cùng đi trên làm một những con cái đường. Đúng rồi. Thì cái việc thiện nguyện nó vừa là cái sở thích mà nó cũng vừa là trách nhiệm mà chị nghĩ là của mỗi người. Hồi nãy chị chỉ nói là giúp những bé là như thế nào, nhưng mà vẫn chưa có đi sâu vào cái vấn đề là không biết là giúp ở bé ở những khía cạnh nào hết. Tụi chị thành lập những cái lớp học tình thương. Mình quy tụ những cái bé trong những cái gia cảnh khó khăn, nghèo và săn lùng những bé mà đang có những cái trường hợp giống như trên không mạng xã hội mình dạo gần đây hay đưa lên, bị cha đánh, bị mẹ bỏ rơi, không quan tâm đó, những cái bé mà trong những cái hoàn cảnh nó quá nghiệt ngã như thế,
mình gom lại dạy cho các bé kỹ năng sống. Mà cái lớp đó của mình hiện tại là đang ở đâu chị? Tụi chị đang triển khai ra đầu tiên là ở quận 2, ở phường Bình Trưng Đông luôn. Là đó, sẽ có gồm một có 35 này. Em. Đó. Thì mình ở đây là mình sẽ giúp về cái phần dạy. Đó. Yeah. Dạy miễn phí cho các bé. Rồi mình song song đó mình làm nhiều hoạt động để có thể thu hút được thêm cái nguồn vốn. Như là vừa rồi là khởi đầu là tổ chức cái cuộc thi ảnh là dấu ấn tuổi thơ. Thì cái cuộc thi ảnh đó cũng giúp cho mình thu hút các mạnh thường quân như chị nè. Chị tự bỏ tiền túi của chị để chị làm cái talk show là đáp số hoàn hảo. Là đang phát trên đâu chị hả? Trên Facebook của chị luôn. Dạ. Tại vì Facebook của chị á, lượt theo dõi rất là cao. Nên là đó cũng là một cách để chị lan tỏa. Dạ. Cái talk show của chị sẽ nói về những cái vấn đề xã hội. Như cái sắp tới là chị cũng lồng vô cái chuyện là làm gì khi mang thai ngoài ý muốn, rồi đẻ ra con cái như vậy thì phải làm sao. Thì mình sẽ có rất nhiều những khách mời là những cái người thành công trong cuộc sống, trong xã hội, và họ cũng trải nghiệm bằng chính họ hoặc là chính những trường hợp xung quanh họ. Cảm ơn những chia sẻ của chị ngày hôm nay, coi như rất là quý báu cho bản thân của em nè. Mà hôm nay chị chia sẻ thì cũng như em, tất cả quý vị khán giả cũng đã hiểu hơn về một phần nào đó cuộc sống đời thường của chị là như thế nào. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình Ống Kính Xoay cũng đã hết rồi. Quang Thái và diễn viên Thùy Dương xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị.